Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Hôm nay là thứ 6. Tiết học đầu tiên của mình là vào lúc 9:30. Mình đã đinh ninh là tiết học sẽ bắt đầu lúc 9 giờ để mà có động lực dậy sớm ấy các bạn. Xong rồi hẹn giờ 8 giờ, 8:10, 8:20 các kiểu. Xong rồi đến lúc giật mình tỉnh dậy thì phát hiện ra là nó đã là 9:45. Có ai bị như mình không? Nên là mặt mỗi ước kiểu làm gì đâu, chỉ mỗi bôi kem chống nắng rồi trên đường đi quệt cái son là xong à. Chết mất. Ở bên này á, điểm danh là điểm số các bạn ạ. Tính điểm chuyên cần tới chiếm 10% trong tổng số điểm mà mình đã đi học, mình đã khó hiểu thì chớ. Thế nên là mình phải nhất quyết không được nghỉ học và không được đi muộn. Đấy, dậy muộn khổ không? Chả kịp làm gì, tóc tai cũng không kịp làm, nhìn chán nản luôn. Kỳ đầu tiên thì mình bỏ học nhiều tại vì đi làm thêm. Đến kỳ thứ hai thì mình không bỏ học cũng không đi muộn một buổi nào hết. Đến kỳ này là kỳ thứ ba thì mình không nghỉ học buổi nào nhưng mà lại đi muộn. Ôi chết mất, phải làm nào bây giờ? Tôi chết mất thôi. Rồi điểm số bên này là 10%. Thế nên là phải tranh thủ kiếm từng điểm một, nên là không được nghỉ học. Nếu mà đi muộn thì sẽ bị trừ từng chút một ý. Có môn thì đi muộn 2 lần sẽ là giống như một buổi nghỉ học. Có môn thì đi muộn 3 lần là giống như một buổi nghỉ học, tùy theo giáo viên quy định. Nói chung là không muốn đi muộn. Hôm nay mình mặc như thế này. Đang đứng ở giữa trường để quay đấy. Xin lỗi các bạn vì mình vẫn chưa mua được cái cây gậy mà nó chống rung ấy. Cái cây gậy mình mua thì mình mua nhầm, nó không được chống rung. Vô tích sự. Nên là phải chịu khó rung một chút. Đây là đường phố ở Hàn Quốc. Đây, phía bên này là bệnh viện Sepuran Sipyeongwon. Bệnh viện Sepuran. Rồi bệnh viện Đại học Yonsei. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc. Phía bên này là khoa kinh doanh của mình nè. Phía bên trái là khoa kinh doanh của mình. Còn phía bên phải là khoa y của trường Yonsei. Thế mà mãi không có câu chuyện tình yêu lãng mạn nào giữa sinh viên khoa kinh doanh của trường Đại học Y Hoa với sinh viên khoa y của trường Yonsei. Hàn Quốc không như là phim. Đây là khoa của mình. Tòa nhà khoa của mình. Đó, bệnh viện Đại học Yonsei đó. Nè, khoa của mình nè. Y khoa xin xe kê khoản.
của mình không có chị điều hành. Môn này dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, tài liệu học cũng là tiếng Anh, và thầy giáo giảng cũng tiếng Anh, bài thi cũng tiếng Anh, nói chung 100% tiếng Anh. Nghĩa là đề là tiếng Anh nhưng mà có thể viết bằng vừa tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Đó. Học như thế. Đã học đến đây rồi. Tụi mình đã học đến đây rồi. Trường, xung quanh trường, đâu đâu cũng có. Một bầu trời vàng rực.